Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Hùng, trưởng nhóm bán hàng tại Hà Nội Kho, có địa chỉ 94 Ngô Thị Nhậm, Hà Nội, Hà Nội. Đứng cạnh mình đây là chiếc Ford Ranger White Track, dòng xe chủ lực của Ford tại thị trường Việt Nam. Đây là bản bán tải, hiểu là bán tải, có giá trị cao nhất và nhiều option nhất tại thị trường Việt Nam, do Ford Việt Nam phân phối hiện nay. Mức niết của chiếc xe này đang là 918 triệu. Tuy nhiên thì tại thời điểm ghi hình như này thì xe đang được chiết khấu khá là nhiều. Về mức giá bán thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hotline của mình với phần mục tặng ngay trên video. Ok, bỏ qua phần giá thì mình cùng tìm hiểu qua về chiếc xe này. Thì Ford Ranger Wildtrak bao gồm hai bản là 3.2 hai cầu và 2.2 một cầu. Thì hiện nay thì Ford Ranger Wildtrak đang được phân phối với hai phiên bản là 2.0 V2O hai cầu và 2.0 Single Turbo một cầu. Hai mức tuy cùng một dung tích động cơ nhưng lại cho sản sinh hai mức mã lực khác nhau. Với phiên bản này cao cấp nhất là 213 mã lực 500 Nm, còn phiên bản một cầu Single Turbo chỉ là 180 mã lực 420 Nm. Điểm qua một chút, so sánh nhanh một chút về phiên bản hai cầu, về mặt ngoại hình thì nó không quá là nhiều khác biệt, tuy nhiên thì có thể nhận ra ngay bằng cách có một hộp radar cảnh báo phía trước ở đây duy nhất trên bản hai cầu giống như Everest. Cảm biến phía trước vẫn đầy đủ 4 cảm biến. Về phần lưới tản nhiệt thì không quá khác, vẫn là sơn, dễ thôi, dễ độ. Độ các bạn độ giống lắp to, độ nâng gầm hay thay chữ for to bản rất là thoải mái. Về phần đèn xe thì tất nhiên đèn Ranger chơi, mặc dù vẫn có giảm đèn LED, đèn halogen projector, đèn sương mù ở dưới này. Tuy nhiên thì phải thật mà nói thì nhiều khách hàng vẫn muốn độ đèn, vẫn muốn độ LED để tăng độ sáng vì đèn ánh sáng vàng hơi yếu. Như đây có thể thấy đèn xi nhan tích hợp trên này. Về phần thân xe, màng cá của phiên bản ngày xưa thì sẽ là 3.2, 2.2. Ngày nay thì phân biệt đơn giản thôi, B-Turbo với phiên bản cao cấp nhất hay Ranger với phiên bản một cầu. Đèn xi nhan sẽ được tích hợp ở trên gương chiếu hậu như này. Thân xe cái tay nắm này, tất nhiên là trên này sẽ không cảnh báo điểm mù giống như trên Everest các bạn nhé. Tay nắm đây cũng là một điểm nhấn. Về phần màu sắc của bản cam này thì nó sẽ đậm hơn so với bản 3.2 một chút, vẫn có bọc tí chân xuống này. Kích thước thùng thanh thể thao thì không có quá nhiều khác biệt, vẫn có cổng sạc 12V. Nhưng tuy nhiên có một điểm cam lùi ở đây, có một điểm tiến bộ đáng ghi nhận trên trang bị trên chiếc xe này là đóng trợ lực ở đây. Các bạn thấy thanh nó so trợ lực ở đây. Mình có thể nâng cái này bằng tay rất là nhẹ nhàng, đóng nắp bằng tay thì luôn, không cần phải rất là mới và nhẹ nhàng ở trên cái bảng hóa chất này. Về phần lốp xe thì Ranger Wildtrak thì vẫn sử dụng thứ nhất là hệ thống treo ở sau và hệ thống treo nhíp, không giống như Ranger Raptor là dùng phác racing. Tất cả các phiên bản Raptor xe bán tải ở Việt Nam Ford Ranger đều treo nhíp, và bánh xe thì vẫn là bánh đa chấu ở thành phố 18. Xe thì tất cả phiên bản 8 phiên bản của Ford Ranger đều sử dụng máy dò DNA, rất tiết kiệm. Ok, ở đây nó không có tem xanh. Trung bình các bạn đi ai chân to thì mình nghĩ trong phố nó vẫn rơi khoảng hơn 10 lít. Ghế ở trên này là ghế điều khiển điện, điều khiển điện 8 hướng.
Ok, bước vào khoang nội thất của Ford Everest ngoài trách Biturbo 2 cổng. Hiện nay thì mình có đi từ trong ra ngoài thôi, điều chỉnh gập gương, hệ thống đèn, đó, spot, đèn sương mù này, xoay đèn này. Ở đây là các bạn điều chỉnh hệ thống độ lên xuống của đèn pha nhé, xoay như này, không thể ấn xuống. Hiển thị độ sáng ở trên đồng hồ. Đồng hồ thì cũng rất thể thao thôi. Mình xin lỗi vì trong showroom nó hạn chế nổ máy. Trên OiTech Biturbo 2 cầu thì phải nói là chiếc xe bán tải đang được trang bị hệ thống an toàn cao cấp nhất hiện nay. Ngoài việc có Adaptive Cruise Control, bạn có thể tham khảo qua tại các video trước. Giữ làn, lệch làn, cảnh báo buồn ngủ, hệ thống hỗ trợ lùi chuồng, thoát chuồng. Về cái Adaptive Cruise Control này thì mình xin nói thêm là các bạn hiểu nôm na là xe ngoài việc giữ chân ga tự động còn tự giữ hệ thống tự giữ khoảng cách với xe phía trước. Mức khoảng cách thì ok, hai vạch, ba vạch, hai vạch thì đỏ rồi, tùy các bạn điều chỉnh. Bên này sẽ là sinh 3, tống điện thoại rảnh tay sinh 3, màn hình cảm ứng 8 inch. Đây, vì ngày tới hiện tại thì chiếc xe này hoàn toàn mới và mới được nhập về đại lý mình, chưa update phần mềm. Mình sẽ bóc cái này. Hệ thống động cơ và hộp số trên Ford Ranger WiTech, hộp số 10 cấp cộng trừ ở đây, không có lấy chuyển số thể thao. Ok, đây là gài cầu mạng thế giới, một cầu, hai cầu nhanh, hai cầu chậm. Cân bằng điện tử, khóa vi dai điện, cầu sau, hệ thống hỗ trợ đồ đèo, tắt bật cảm biến và gửi độ xe. Số thì là số tự động 10 cấp, 213 mã lực. Trên đây thì khá là tối nhưng mà bạn có thể thấy đây là một mic thu và vài mic phát ở ngay bên cạnh đây. Đây chính là hệ thống chống ồn chủ động trang bị hoàn toàn mới ở trên phiên bản Ford Ranger WiTech này. Hệ thống này là gì? Hệ thống này là khi có tiếng ồn vọng từ khoang máy này, từ ngoài vào này, từ động cơ dội lên thì sẽ có những cái mic thu thu lại tiếng ồn và mic phát phát ra những cái sóng triệt tiêu ngược pha, triệt tiêu những cái tiếng ồn ở trong xe. Hệ thống này thì được bày bán, xe được bày bán từ tháng 9 năm 2018 và mình được khách hàng đánh giá lại là hệ thống hoạt động rất là tốt, gần như là không có cái lỗi hay là hệ thống không hoạt động. Vì bản chất là xe bán tải mà, xe máy dầu rất khỏe. Đi máy dầu thì nó có 3 nhược điểm chính: độ ồn, độ ì và mùi. Mùi với tiêu chuẩn Euro 4 thì gần như các bạn sẽ không cảm nhận được gì. Hệ thống độ ồn, chống ồn chủ động trên xe. Chưa kể đến gầm cao, máy thoáng, vỏ dày, cách âm tốt, độ ì. Ok, trên xe bản này là động cơ 2.0 biturbo, tức là hai turbo, một turbo lớn và một turbo nhỏ. Khi các bạn hoạt động ở dải vận tốc thấp thì cả hai turbo sẽ cùng hoạt động để giảm cái độ ì của chân ga các bạn nhiều nhất có thể. Tất nhiên là nó sẽ không thể bốc, mình nói đến độ bốc chứ không nói là cái độ ì. Độ bốc nó không thể bằng động cơ hút khí tự nhiên hay động cơ 3.2 như trước. Tuy nhiên thì khi đặt vào độ thoát, đặt vào dải vận tốc đủ để chiếc xe thoát đi thì sẽ có một tua tắt và một tua lớn hoạt động. Nó thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu cho các bạn, thứ hai là chiếc xe sẽ vận hành êm hơn, độ thoát tốt hơn. Các bạn đi thông thường tại cao tốc tối đa như hiện nay là Hà Nội Hải Phòng, các bạn đi 120 km thì sẽ rơi vào số thứ 9, ít người lên là số 10. Ok, mình xem qua về động cơ. Okay.
toàn là thể lực. Động cơ biturbo 2.0 tăng áp rất là ngay ngắn, nguồn vóc. Đây là ống sản. Nhiều bác ta đi xe có thể biết có thể làm vệ sinh ngay trực tiếp mà trong ống sản này để đảm bảo turbo nó hoạt động tốt hơn. Máy turbo 2.0 này thì có mô men xoắn đang là cao nhất, kể cả mã lực cao nhất dòng bán tải, và SUV 7 chỗ trong vòng tầm giá 1 tỷ 7 đổi lại 213 mã và 500 Nm, hơn hẳn những cái đối thủ như là Chevrolet Colorado hay là Toyota Hilux, Mazda BT50, Mitsubishi Triton. Có thể nói đây là chiếc bán tải nhiều công nghệ và nhiều tính năng an toàn nhất hiện nay. Thì là xe nhập khẩu. Ngoài từ sau khi về bán tải tăng từ 2% lên thành 60% xe con tùy tỉnh thành, tức là 6% với các tỉnh đang có mức áp thuế 10% xe con, 7-2% so với các xe đang được áp là 12% như ở Hà Nội, như Lào Cai. Thì hiện nay chiết khấu của xe này khá là lớn, gần như là bằng phía trước bạn, chủ yếu bạn phải đóng. Chiếc xe thì giá của Ford Ranger khá là linh động tùy vào thời điểm các bạn lấy. Vui lòng liên hệ qua hotline của mình dưới phần mô tả để cái báo giá sát nhất tại thời điểm, vì giá xe khoảng nào quyết định như vậy. Chiếc xe này đang ở hỗ trợ góp với mức trả góp lên đến tối đa là 80-85%. Các bạn có thể tham khảo qua thủ tục trả góp ở phần mô tả bên dưới qua website trực tiếp của mình. Nếu các bạn thích và cái phát triển, vui lòng cho mình like và subscribe, thêm chuông hình học sinh để thông báo khi mình ra video mới nhất.